Sau nhiều năm hư hỏng nặng khiến cho các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn khi mà di chuyển trên cây cầu Thăng Long. Mới đây, cây cầu 35 năm tuổi này đã được dừng lưu thông để tiến hành đại tu. Rất nhiều công nghệ mới lần đầu tiên được ứng dụng để sửa chữa công trình trọng điểm quốc gia này. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ trên công trường. Sau 35 năm đưa vào sử dụng kể từ năm 1985 cho đến nay, thì cầu Thăng Long đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù đã qua nhiều lần sửa chữa lớn, tuy nhiên là bề mặt cầu vẫn rất là mấp mô, rất khó có thể để các phương tiện có thể di chuyển trên cây cầu này. Để có thể giải quyết triệt để cái tình trạng lún cũng như là xô lệch cái lớp bê tông nhựa trên bề mặt cầu Thăng Long thì từ đầu tháng 8 năm 2020 thì Tổng cục Đường bộ đã quyết định là dừng lưu thông trên cầu Thăng Long để tiến hành đại tu sửa chữa lớn. Như quý vị có thể thấy thì toàn bộ cái bề mặt của cầu Thăng Long đã được bóc hết cái lớp bê tông nhựa cũ, chỉ còn trơ ra cái bề mặt sắt ở trên mặt cầu thôi. Sắp tới thì đơn vị thi công sẽ sắt này, sau đó thì kết nối với một cái lớp lưới thép và tiếp tục là đổ một cái lớp bê tông siêu chịu lực UHPC lên trên bề mặt của cây cầu này. Cái lớp bê tông UHPC này thì là một cái công nghệ rất là mới và lần đầu tiên được áp dụng với cái quy mô lớn trên bề mặt của cầu Thăng Long. Và vì là cái tính năng rất là đặc biệt cho nên là như quý vị có thể thấy đằng sau tôi là một cái khung nhà có mái tre cũng đã được dựng lên để đảm bảo cái việc thi công cái lớp bê tông này được tốt nhất, bởi vì cái bê tông này thì chỉ có thể thi công dưới cái điều kiện nhiệt độ là 40 độ thôi. Dự kiến là đến cuối năm nay thì sẽ hoàn thiện việc thi công toàn bộ bề mặt của cây cầu này với tổng trị giá lên tới 270 tỷ đồng. Lực lượng quân